nuôi cả đàn ngừ mấy chục năm cực khổ, giờ mày báo hiếu mày không lo cha mẹ, mà giờ chỉ yêu một cô gái yêu thằng đó ăn nó không yêu lại cái tự dặn, hoặc thằng đó lấy xong nó bỏ nó không cưới cái tự dặn, còn đàn ông thấy nhỏ đó đẹp nó không yêu cái tự dặn, thấy không? Vì chỉ yêu cái thằng này nhảy lầu, nhảy sông, nhảy suối, nhảy núi, rồi cái thằng này uống thuốc tự dặn hờ treo cổ, thằng thì móc một câu nhau chết. Móc một câu. Thì mày móc cổ lên mày kêu à móc cổ mày, thầy nó móc cần câu câu giống như câu cá vậy á, thì móc cái dây lên cái đó là ngu quá rồi thầy. Ngu nhưng mà thầy đó, nếu mình học y dược còn hằng thì gì tự nhiên cái xe ta đang chạy cứ đâm đầu ra xe lửa, hả, đâm đầu ra xe hơi đặng ta cán cho chết. Nó là ta nói là cua hồn chết đường giữ xá, cua hồn giữ sông giữ núi giữ rừng, thì mỗi người chết là con ma chết quan nó giữ rừng rửa sông nữa nuôi. Thầy vậy là thầy liên kết với ông bán hòm là mỗi người chia 50-50 rồi thầy. Thì cái nói vậy cho hằng nào gặp tao là trước sau gì tao cũng mua xác nó. Ghê quá. Nó mới sợ. Vậy mới mốt là không ai dám đến thầy để chữa bệnh rồi. Nhỏ nào gặp tao là nhỏ đó xui số giá chồng cả đời và đi tới đâu ai cũng ghét. Thầy là bác sĩ vậy thầy có bằng hỏi em gì? Vậy mà cứ tới hoài thầy chọc sao hai nhỏ này không tới chùa nữa là thầy đã thành công, còn thầy chọc hoài mà tới hoài là nghĩa là thầy nói vô giá trị. Bao nhiêu trai không mà tự nhiên của mình có phụ nữ của mình. Thầy có bạn hỏi thầy học bác sĩ nữa, có phải là thầy học cái ngành mà giống như là tiếng heo đúng không nè? Đúng rồi. Thì bác sĩ chuẩn giờ nè thì học hết cơ thể của người. Ta học là từng cả cơ thể con người, từ nút ruồi, từ cái xương, từ cái chậu, từ rá lách, từ thân thể đầu chân, rồi đàn ông có cái gì, đàn bà có gì, dục đàn ông có cái gì đẹp, dục đàn bà có gì đẹp, rồi người ta nói là đàn bà banh ra cái hắn to hắn nhỏ, rồi hắn dài hay hắn ngắn, đầu to hay đầu nhỏ. Cái đó đó, cái việc là thực tế là mình đang học bác sĩ đó. Dạ, tội bệnh đó. Tội lỗi. Còn giờ phụ nữ đi, ngực to mà làm cho bự, ngực bự mà cho bự hơn, còn mực nhỏ mà là cho nhỏ, còn đàn ông mà muốn chuyển giới đàn bà làm đàn ông không? Thì bởi gì? Tháo cái nọng ra cho đựng gì cho không còn nữa. Thì giờ nói thực tế thì tụi bay giỡn vô bác sĩ giống như tụi bắt mày ở chuồng hết. Đang ta khám cả thân thể rồi mới kêu bằng thí nghiệm được chứ. Thầy khi mà cơ thể con người bình thường mà làm mấy cái đó thì có bị sao không thầy? Gì? Có bị cổ báo gì không? Thì đó là nhân quả đó. Kiếp trước ganh ghét người tài giỏi, đời nay thân mình hôi hối và nực nóng. Đời nay mình ganh ghét cái người tài giỏi, thấy tài giỏi hơn cái mình ghét, ganh ghét mình hại, mình nói xấu, mình dùng mọi cách thủ đoạn xấu để mình hại người ta. Thì đời này mình ganh ghét người tài giỏi thì thân hình mình bị hôi hối đi tới đâu nè, hôi nách, hôi háng, hôi dái, hôi lỗ tai, hôi lỗ mũi, hôi đủ thứ thân hết, là lỗ chân lông mình cũng hôi tới nhiều, thân mình đi tới đâu ai cũng tránh xa, đi ngang cái nghe nực nồng. Vậy hàng sao hàng? Thì tao giải thích cho mày nghe rồi sao? Hàng có bị cái vấn đề đó không à? Ai biết tự mày biết, còn mày lợi tao. Em mày hô sao mày lại gần mày hử tao hoài à? Nghe mà thèm có hơi khúi tao. Ôi nó hồi hay hồi. Lại cái thích. Ghê. Lại cái còn muốn liếm dài nữa mà hô khúi. Thịt tao mày muốn liếm muốn ăn mà mày hô mà khíu khúi. Vậy thịt tao là thơm hay khúi? Khối sao mày lại bị liếm mày hử hoài à? Con đâu có đâu mày. Không có. Mấy này thấy mày cứ lại đứng cái rờ cái tay rửa chân cái mày hít rồi. Ôi nó tay chân mày luôn hả? Ghê mày. Con gà nó hết sao thầy? Nó lại vút. Thầy diễn tả cái thầy. Vậy là mấy người mà hôi nách là rất là ganh ghét rồi đó. Đúng rồi. Thì giờ nhưng mà cũng có thuốc chữa. Nhưng mà mình chữa phải tận gốc. Chữa. Như người hôi nách nè, người ta lấy voi ăn trầu, kha vô 2-3 lần là lấy vô ăn trầu nóng á, cái đầu nó sẽ kha vài 3 lần cái mình lột nó rất tự khô cái rớt ra, hay là lấy tỏi với gừng mình chà vô vô nách, cứ 3
là người ta dùng chanh á chà vào cái nách. Rồi hai nữa, người từ thứ tư nữa là người ta nấu cơm á, cơm mà chín rồi á, lấy cái hạt cơm còn ấm ấm á là chuẩn bị chín á, cái mình làm những cục vậy nè, cái mình để hai nách này mình kẹp lại, cái nó rút vô cái hạt cơm mà ấm ấm lá cái hết hồi nách. Hết trơn luôn rồi thầy. Hết trơn. Mà cách này thầy học phòng. Từ đâu mà thầy? Thì đó nhiều người ta đã áp dụng, với bác sĩ đã áp dụng rồi. Nấu phỏng thầy ơi. Phỏng gì mà phỏng? Nấu. Thì mày lấy dừa thôi, mày quất là cơm ta dẻo chưa nấu, mày quất vô mà không phỏng. Thôi mày lấy nước sôi đi, ta chỉ mày cái nào đúng. Mày lấy nước sôi 100 độ, mày lấy cái ấm nước nè, mày nhiễu vô cái cho nó dột da, lột ra là hết liền. Có nào rớt lông hết không lại. Ăn này nó không rớt lông, thì đúng rồi, nó chuột lông giống như nhổ lông gà, nhúng nấu xoay không, nhúng gà xuống cái là lấy cái tay chuột cái rớt lông hết. Chắc ăn hơn. Thầy số 7 quá à. Số 7 chứ mày hỏi chứ mày nói chứ gì, chứ mày đòi làm gì giờ. Là tao nói là nhân quả là kiếp trước đó. Kiếp trước mày ăn lông mày ở lộ. Ăn lông ở lộ. Lông sao lộ. Mà ăn được thầy? Thầy ăn lông ở lỗ là không nghĩa là người ta nói gì mình sống với thầy đời xưa đó. Mình gặp cái mít, cái ổi hay cái dưa gì trên mình không cần rửa, mình chùi chùi vô cái áo hoặc mình liếm lên, mình hạ tha dò dò gì cái là cắn ăn. Yeah, ăn lông ở lỗ gì? Mình ăn lông thì mình ở những cái núi, ở những cái hang á, trong lo trong hang trong núi. Người ta kêu là ăn lông ở lỗ là hồi xưa đó mình cứ sống tự do giống như là thú vật động trong rừng vậy. Thầy nghĩ bây giờ ở đây mình còn cái tình trạng ăn lông ở lỗ không? Không, còn rất là nhiều người. Dạ. Họ làm biến. Dạ. Mua rau cải về họ không có rửa gì đó, họ lại nhúng nữa, còn mới không nhúng luôn, đem luộc quất luôn. Dạ. Điển hình ra vậy. Là mày á. Thằng này nó mất dạy đó, nó lúc nào cũng hỏi ngược là thầy với nói thầy không. Ở kiếp sau á là... Ủa? Vậy là ý nó là thầy ở nó lúc thầy. Nào cũng nói thầy á. Thằng này nó họ xấu lắm mẹ. Bởi này ta nói thiệt mày mà nấu nước sôi bỏ vô cái nồi mày nhúng từ lột ra rồi. Mày ra thầy ăn nó luôn rồi thầy. Thầy ăn nó luôn. Ăn nhai nuốt sống nó ra. Thầy ăn nó luôn. Ừ. Vậy là thầy khoái nó rồi. Rồi nè, kiếp trước làm chuyện dèm pha, đời nay mạng tặc, mang tặc sức môi miệng mình. Nghĩa là đời nay á, mình làm cái chuyện dèm pha, chẳng hạn như làm những cái chuyện xấu xa, những cái chuyện ác độc, những cái chuyện mà nói tóm gọn là mang tai tiếng khác người, thì đời nay mình sẽ bị gì? Bệnh tật, sức môi, rồi hôi miệng, nói nó khúi nè, rồi mình không súc miệng nè, rồi á, mình bị gì? Là mình bị gì? Sức môi. Có nhiều người đó, tại vì mình đi chuyện mình dèm pha nhiều chuyện, nói láo nói sượt rồi nói chuyện dèm pha những đi bà này qua thấy bà đó bở đó bà làm bậy làm bạ đi nói xấu dèm pha chuyện người khác thì kiếp sau bị sức môi nhìn cái nha nói sao vậy ngọng nói được hai ghẻ lại làm lại đó thầy bị ngọng á ngọng á ta nói sao thì thầy đâu có ngọng đâu thầy biết thầy tại lại nó xíu không được ngông nói sao đó thì mà coi mấy ngọng á, bữa nào gặp mấy ngọng nói với mình nghe à. Sức môi là cái đứa đi nói xấu người khác đó. Dèm pha những chuyện khác, chuyện gặp người này nói chuyện người kia nói nọ, mình nói xấu ta, lừa những cái chuyện xấu lén lách, người ta ngủ cái rình coi người ta làm gì, rồi người ta ăn cái ăn gì, người ta ăn lén cái rình, rồi người ta ngủ ngái cái nó cũng dòm, rồi ta địch nó lại nó dèm pha những chuyện xấu người khác. Kiếp trước đánh cha đập mẹ, đời nay tay chân bị tật quyền. Giờ mình cứ thấy cha mẹ về mình đánh, thấy cha mẹ cái mình đập. Thường thường cha mẹ mình hư hỏng mình đập, còn này về cái về thấy xin cha mẹ tiền không có cái mình chữ mình đánh. Xin cha mẹ rồi bán đất bán nhà bán cửa, cha mẹ không bán cái cũng đập đánh đập. Có nghĩa là đời nay mình đánh đập cha mẹ, đời sau mình sinh ra tật quyền tàn tật. Cục tay, cục chân, rồi mù mắt, câm điếc, ngọng, rồi khuyết tật đại ngự. Người thì cục tay, người cục chân, người cưa tay, người cưa chân, người thì nó tóm gọn không toàn thân. Hay nghe. Rồi kiếp trước khóa hại cầu đường, rồi đời nay què cả hai chân tật quyền.
ở đời nay mình khóa hại cầu đường, đường ta đang đi gì nè, cái chạy xe máy cài bới đất lên, hoặc đường ta đi cái lấy cuốc đào cho hủng cho lỗ, đi cho sụp ổ gà té chết chắc. Khóa đường, khóa đường, khóa cầu, khóa cống thì đời sau mình gì, sinh ra hai chân bị tật nguyền đó. Hay quá thầy, nó hay. Rồi thầy con hỏi xíu, con hỏi này xíu, cái vụ mà viếng thần tài thì sao người ta lại mua nướng cá lóc và mua vàng, cái đó mục đích là gì thầy? Thầy giải thích lý do được không thầy? Tự nhiên cái ta mua cá lóc thì ta ăn, tự nhiên cũng hỏi cho hết vậy, thì ta có tiền ta khèm gì ta ngày ăn đó. Viếng thần tài mà thầy. Hả? Ngày viếng thần tài. Viếng gì viếng, trời ơi, cái ăn mặn liên quan tới thần thánh. Ủa thầy không biết ngày viếng thần tài hả? Không có biết ngày gì hết trơn. Thì giống như ngày sinh nhật, mình sinh ngày nào mình sinh nhật ngày đó. Còn ngày Phật á, người ta đã đúc tượng Phật ngày nào, ta lấy cái ngày đó ngày tưởng niệm, ngày đó ngày ăn mừng, có gì quan trọng. Nhưng sao người ta không ăn gà vịt mà người ta đã ăn cá lóc nữa? Nửa du duyên, giống như đàn ông thèm ăn cá lóc thì mua cá lóc, đàn bà cũng thèm cá chê thì ăn cá chê. Không thầy, du duyên nữa. Ai cũng cúng cá lóc hết trơn, nó là một phong tục gì đó. Người rồi đàn bà hôm nay ăn cá rô. Cá rô bỏ vô rồi, cá rổ kêu rột rột, kêu rồ rồ, kêu rốt rốt hả? Còn sao người ta lại đi mua vàng chi hả? Nửa du duyên nữa, thì mày có tiền mày muốn mua vàng nữa nhỏ này, hỏi câu Trung Quốc hả? Thì con không biết thì con mới hỏi. Vậy vậy sao đàn bà là muốn làm đàn ông, rồi đàn ông sao muốn đàn bà, rồi đàn bà sức môi làm sao cho hết sức môi, rồi đàn bà một mí mắt một mí làm cho hai mí, rồi mũi sệ làm cho mũi nhọn mũi cao, rồi đàn ông rồi như đàn ông thì không có vú năng vú phải không, còn đàn ông thì có đầy đủ bộ dục sinh dục, nam cái tự nhiên cắt bỏ. Ủa thầy, ngày viếng thần tài thì chùa mình có tổ chức hay là ăn gì hay là làm không, chương trình gì không thầy? Không có thần tài, ngày đó là ngày lớn đó thầy. Cởi bà đó đi, không có liên quan gì tới chùa. Cởi quá. Thì mày, mày muốn cúng thì mày tổ chức đi, mày bỏ cho tao 5 triệu, 10 triệu gì tao làm 2-3 băm tao đãi tụi nó ăn. Tao làm gì đó, gà, vịt, heo, trâu, chó, già, mèo gì tao ăn cho ăn mừng. Ngày đó người ta ăn cái, người ta đâu ăn vịt quay đâu. Thì chờ ngày đó tao nhiêu cá lóc mua hết về tao nướng chui cho mày ăn. Cá lóc nướng chui hay là cá lóc mình muốn làm gì? Cá lóc sống nha, lựa cá lóc nào to. Sao ăn sống được? Bằng búp, chia búp, tay có chào búp đuôi, búp chân vậy nè. Đó, cá lóc to to nướng. Vậy muốn ăn cá lóc làm gì? Chiên hay xào hay là kho hay là cá lóc ăn sống? Anh bây giờ cái mày nói gì, cơm đậu? Có ai mua cơm đậu? Giơ tay lên coi. Không đại chảo đi. Thì ăn cháo hay muốn riêu với thầy? Thôi giờ tự nhiên cái đứa này nãy ta hỏi cơm thầy nói đi có người đi mua cái thầy bỏ vô tủ lạnh cái xong cái giờ đợi mua giờ lạnh tanh rồi ăn gì giờ thầy hâm lại cũng được chứ thầy lâu. Thầy để lâu ăn dở đó đi. Giờ đứa hai chỗ giờ cái món nó không ngon giờ thầy ăn đó rồi chút thầy có con mực ăn giờ bỏ lạnh thôi mày đừng xạo qua tụi bay hứa nó lá không có hôm qua con lại mà chùa đừng nói nữa mày không nói tốt nhất thầy hôm qua chùa nó ngập con thôi. Đứng không được thôi giờ chạy đi mua cơm thầy lỡ rồi bỏ tủ lạnh rồi gì cái nào chất khoát con cầu đúng không nãy thầy con nói, con thì cứ nghĩ thầy ăn cơm hoài rồi nên con mua bún riêu thầy ăn chắc đỡ ngán thì ăn cơm thì ăn mà ăn bún mà ăn tự nhiên cái khai thầy bỏ tủ lạnh cái nãy không nói thôi không ai đi mua hết cái nói thầy ăn cơm nha cái đầu cái thầy bỏ vô tủ lạnh hết tụi con ở trong trên bởi vì hằng nào cũng có chứng bệnh vừa bệnh khùng bệnh điên mà nó thấy cái mắc ghét nữa. Thầy có một phần bún nè, hai phần cháo. Ừ. Thầy mang để lâu không hư á. Cái bụng nó rèo mà gà nấu luôn đi. Ừ không? Ăn cái Tết ăn cái gì vậy? Bụng bự chứ. Thịt. Làm sao mà dưỡng heo, làm sao tập người ta 6 muối vậy? Mình 4 muối cũng được đi, 2 muối cũng được. Này không có muối nào có 1 muối vậy. Mấy tháng này có cái quảng cáo này tự nhiên cái ông kêu đứng ra cái bà kia hai hỏi mấy tháng rồi ba tháng rồi bốn tháng sắp đẻ sắp đẻ thưa đây thầy ăn cháo rồi thầy ăn dạ. Cháo ngon á chắc mấy lâu thầy đâu có cháo thầy ăn đâu thầy ăn cháo đi ăn cháo lòng đi chứ thầy ở chùa thầy ăn cơm hoài mà mấy này lộn xộn ghê thì tôi chọi cái gì tụi bay chiến nè cái mà không mực nhau không mực tụi bay nghèo tao thì bán cho con đi cà phê thôi thấy thầy ăn cái giờ không có bán không có cho quay
mệt quá, mình nhiều chuyện quá. Nãy giờ thầy ăn uống cái gì cái đầu cái dở trò. Nó lạnh rồi nè. Ờ, thầy ăn bún riêu đi. Bún riêu 10. Bún riêu 2 cháo chiều ăn luôn. Dạ, bún riêu 10 khó mua. Ừ. Bị nhiều chuyện quá. Để sao mà không chữ. Rồi để con lấy tô cho thầy nha. Thôi, rồi lấy đi đó, tô đũa rồi lấy. Để con lấy tô đũa cho thầy. Lấy tô đũa cho thầy ăn bún riêu nè.